Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông BC67 sẽ bắt đầu thí điểm đăng ký xe ô tô và xe máy qua cách thức điện tử online. Với tên gọi là Cổng Thông tin Điện tử Đăng ký Phương tiện Giao thông Cơ giới Đường bộ qua mạng Internet. Chương trình này sẽ được triển khai tại hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ người dân làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến. Theo thông tin được cung cấp bởi Cục Cảnh sát Giao thông, người dân hoặc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đăng ký lịch hẹn về đăng ký hay chuyển nhượng xe thông qua trang web đăng ký xe.vn hoặc cảnh sát giao thông.vn, sau đó chọn nhấn vào biểu tượng đăng ký xe qua mạng Internet. Các thao tác thực hiện theo như công bố của Cục Cảnh sát Giao thông sẽ là đơn giản và nhanh chóng hơn khi ra làm trực tiếp tại các đơn vị. Đây là cách thức nhằm phục vụ người dân làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến, đồng thời giảm thiểu các sai sót so với hình thức khai thủ công, đồng thời có thể chủ động đặt lịch hẹn đến làm thủ tục đăng ký xe. Dự kiến chương trình thí điểm sẽ bắt đầu được chạy vào ngày 15 tháng 12 năm nay và là bước tiền đề để Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chương trình Cổng Thông tin Điện tử Đăng ký Phương tiện Giao thông Cơ giới Đường bộ qua mạng Internet trên phạm vi toàn quốc trong năm 2017.